xây ra kìa. À thế ạ. Ừ. Xa thế ạ. Ừ, cơ sở. Mình mai xây xong rồi. Thế là chuyển nó bệnh viện ra ngoài. Chuyển ra ngoài đúng. Để cái tên Việt Đức cho nó ấy. Chuyển đi. Vâng. 3 tháng, 2 tháng mà có anh nào mà nhà nội thì nó đi đường này. Như này đi làm bằng ngày. Anh không đi về đây ở. Bố đi nở cái tay Dũng mà văn phòng chính phủ chủ nhiệm bí thư của cái tỉnh Hà Nam này. Đưa hai cái về đây luôn. Đón phía Nam. ATC rồi. ATC là thu phí tự động. Thì mình đi vào đấy luôn. Xem mình có cái thẻ đấy chưa? Xem mình có ra. Cho nên nhé. Sợ là không có. Thì dán đấy thôi. Ông này đi nhầm hay sao? Phải quay về hàng cũ đấy. Trong năm nay là phải làm sau cái ETC này, các ông này thất nghiệp ấy. ETC thì mà lại chậm này. Chắc nó thật thà. Trước là chưa thu ETC hả? ETC ở đây người ta gọi là ETC. ETC này là sẽ có hậu trắng. Nam Định thì lại làm xong rồi. Này nó còn thu được 4 tiền.
món hời quá lớn nên là cần đấu thầu chán. Xây xong rồi, nó xây mới, cũng là cái tốt, nó cạnh tranh được cái.